Em là Nguyễn Xuân Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. Em vừa chuyển khoản cho anh đặt cọc 1 triệu tiền mua đà điểu đúng không? Dạ đúng rồi, đặt ở 92 nha đó. Em anh nhận được rồi nhá. Thế thì dạ dạ. Em lấy bao nhiêu con? À thế bây giờ nếu em chỉ điểm được thì em lấy một cọc trước nếu mà được á. Còn mà trong vòng cỡ 30 ngày em thấy được thì em đặt tiếp. Nó có được không nhỉ? Được, em lấy ít nhất là như thế, còn nếu mà rộng rãi hào phóng thì cái giống này nó là bầy đàn, thì nếu mà thường theo mọi năm anh tư vấn thì nên nên cố gắng lấy 4 con thì nó dễ nuôi hơn, thì vì càng đông thì nó càng càng ăn bầy đàn, nó càng yên tâm hơn. Dạ dạ dạ. Vậy vậy thì cứ như vậy đó, tại vì đợt đầu hạ thì con cửa hạ bán hàng rồi thì tới đó đốt em để con bố con cũng đến á. Dạ dạ. Vậy nhắn. Thế là bây giờ anh cứ làm phiếu cho em là đặt 2 con nhá. Dạ dạ rồi rồi em cảm ơn. Dạ dạ. Ok rồi. Anh làm phiếu cho em rồi nhá. Dạ 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 dạ.
Alo à? Vâng. Chị Hà. Ừ. Vâng. Em chị hôm trước hai vợ chồng chị xuống nhà em đặt Ừ. cái tiền đà điểu đấy Ừ. là chị lấy là bao nhiêu con nhỉ? Em ơi, chắc là chị không lấy đến đến 30 con đâu. Chị Vâng. không làm được chỗ cho nó chơi. Thế thì chị lấy giảm đi cũng được. Ừ. Chị Ừ. lấy giảm nhưng giảm bao nhiêu thì chị với chồng chị hiện giờ lại không có ở đây, tí chị hỏi chị qua lại nhá. Cái đấy thì nói chung là bắt bao nhiêu thì chị cứ báo lại cho em bằng tin nhắn được, bởi vì em À. sẽ chốt số lượng để em có kế hoạch của em gửi lên cơ Ừ. quan nhá. Ừ rồi rồi, Tại vì ok là nhá. chị em ghi rõ đây địa chỉ thôn hai Va Chạm Nguyễn Anh Hà này này, 037 các thứ, thì em phải làm, có em bọn em làm là nó có kế hoạch nên em phải chốt. Tại vì hôm hôm mình em cũng nhớ là chị đặt như thế, nhưng mà em bảo thôi cứ hỏi lại cho chắc chắn, thì Thì mình chị vẫn bảo là chị đã bảo là gọi lại cho em đấy, nhưng mà chị cũng quên chưa gọi, thì chị cũng đang định gọi là bảo em mà À, giảm số lượng hôm của hôm chị, hôm tại trước vì là em gửi cho chị cái tài liệu đó, chị nhận được chưa? có chị nhận rồi. Đấy, chị tham khảo dần đi, xong đến mùa em cho chị bắt đầu tiên nhá. Ừ rồi, Đó, ok, cảm ơn nhá. nhắn tin cho em qua Zalo hoặc là qua sim được, em chốt số lượng Rồi rồi sau rồi, nhá. ok chị. Ừ, Rồi rồi nhưng rồi, mà chắc mới được 20 con nha. đây. Rồi rồi rồi. Rồi. Tám hai tám không bốn 8 2 7 8 9 31 đi này. Chúng tôi vừa nãy chú bảo chú vào chấm đề thoát. 8 2 8 8 2 8 4 3. Đấy to luôn. Được 10 con một hộp. 8 2 8 0 5 8 2 8 0 8. Đây. Không số. Không số nữa. 8 2 8 40. 40 con này. 8 2 8 3 2. Các bạn có thể thấy là đây là lúc mà bên chúng tôi đang xuất bán cho khách hàng đi từ tỉnh xa đến bắt số lượng hàng trăm con dùng ô tô để vận chuyển. Và đây là công việc mà tôi làm bộ phận bán hàng, tôi đã đăng tải lên mạng và đã để đến các bác mua con giống. Và đây là cơ quan đó, cơ quan đó. Thế thùng số rồi.
quý vị và các bạn mua con giống đa điểu có thể liên hệ cho chúng tôi là 01635305982 để được mua đúng hàng đúng chất lượng. Thân ái chào tạm biệt.